Chào mừng anh chị đến với kênh Cờ Tướng Channel của Ngọc Lan, nơi chia sẻ video hay và chất lượng. Hôm nay em xin chia sẻ, anh chị, một trận cờ hay. Vừa diễn ra tối qua, ngày 15 tháng 5 năm 2024, mời anh chị xem. Lại Lý Huynh cầm đỏ đi tiên, tứ công Trung Quốc cầm đen đi hậu. Chúc anh chị xem cờ vui vẻ.
Lăng Quân. Trang chuyên. Trang chuyên.
将军。将军。将军。
将军。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 
将军。将军。将军。将军。将军。将军。将军。将军。
将军。将军。将军。将军。将军。将军。Chơi đến đây, xác cục, tứ công, buông cờ nhận thua. Video của em đến đây đã kết thúc rồi. Cảm ơn anh chị. Bỏ thời gian quý báu xem video của em. Anh chị nhớ cho em xin một like. Và đừng quên bấm đăng ký giúp em. Em xin cảm ơn anh chị. Em xin chào anh chị ở đây. Hẹn gặp anh chị ở video sau.